Rồi, hello cả nhà nha. Thì hiện tại giờ cũng tối cho nên em cũng mới soạn hàng xong cả nhà ơi. Đồ về nay rất là nhiều luôn, về đồ đồ sinh viên là cũng nhiều nữa. Nó túi cần, máy cần và cần câu anh em. Nó mới dồn hai bên nó tránh đường đi nè, nó rất là nhiều đồ anh em. Đặc biệt hôm nay là có cần Toro mẫu bảo hành tất cả các lóng anh em. Đó, rồi cần Asino cắn bằng mới về thêm cho hai mẫu ba ba mẫu nha anh em. Rồi cần quả hổ 4H. Đó. Rồi cần mặt nước mẫu 2023 đó. Rồi dây bốn cá cơm, rồi dây thẻo giá rẻ, rồi trục, rồi gác cần dù, nói chung là về rất là nhiều anh em. Nói chung cũng mới về luôn. Trục xe lớn cho anh em câu cá nè, xe nhỏ cho anh em câu tôm nè, nó về rất là nhiều loại nha anh em. Đó thì sơ lược cho anh em là shop em là ở số 82 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh nha anh em. Đó đó, câu cá được miền Tây nha anh em. Đó, được miền Tây ha. Thì số 74 này là cái bảng hiệu cũ ngay chỗ nhà cũ anh em, giờ em giờ lại đây cách 4 căn nhà anh em. Nó thử ra là lên số 82 đó. Cần câu, máy câu, dây câu các kiểu anh em. Đó. Cho anh em ha, từ học sinh sinh viên đều có đầy đủ anh em. Rồi. Không để anh em chờ lâu nữa nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho em số mẫu cần anh em. Thì bây giờ em sẽ trực tiếp luôn đi. Đây. Gác cần câu tay của Bozan nha anh em. Đó. Của Bozan nè, thì cần này inox nha anh em. Chống rỉ sét mà xài rất là bền và tốt nha anh em. Đó, thì em có hai xây. 2m1 là giá 130, 2m3 là giá 140 anh em. Đó. Thì cây này anh em cắm rất là cứng cần anh em, nó sẽ dài như 5m4 rồi đó, 6m3 đó anh em xài 2m3 ha. Còn 3m6, 4m5 rồi anh em xài 2m1 ha. Đó. Thì chống này ưu điểm là cứng, không có bị rỉ sét anh em. Đó. Giá 130, 2m1, 140, 2m3 nha. Em là về đồ là thập cẩm luôn cho nên là quay anh em cũng coi mua được món nào thì mình mua cho dễ anh em. Lữ AR15 nha anh em. Đó. Lữ trong hộp cứng như thế này là 80 ngàn anh em, rồi lữ trong bịch đó là nó 70 nha. Nó lữ AR15, em có xe 4 xăng và xe 5 xăng. Lữ này làm ngạnh rất là đẹp nha anh em. Đó. Anh em có ngạnh là ngạnh họ cắt rất là đẹp nha. Đó. Rất là thông và nhọn nha anh em. Nó đẹp hơn cái mẫu ngạnh 60 ngàn nha, ngạnh 60 ngàn cái ngạnh nó rất là xấu nha anh em. Đó, này là AR15 nha. Chì đồng, đó. Loại 4 xăng và 5 xăng. Đó. Dây 4 cá cơm, hàng chính hãng anh em. Em có đủ xây từ số 3 đến số 10, đó. Thì số 10 là nó được 200m, còn những số còn lại là 250m anh em. Đó, màu riêu nha. Màu riêu nha anh em. Đó, giá là 150 ngàn một cuộn. Đó, hàng chính hãng. Cảm quan 3D bên trong và bên ngoài nha anh em. Đó. Mã code QR phía sau nha. Đó. Hàng thì em bán hàng chính hãng một loại một thôi nha anh em. Đó, không bán hàng nhái nha. Đó, giá 150 ngàn một cuộn nha anh em. Đó. Thì dòng này anh em xài rất là nhiều, em khỏi nói nhiều ha. Chục nha anh em. Đó, 20 ngàn một cái nha. Nó chục tím. 20 ngàn một cái, em có xây là 3.0, 4.0 và 5.0 nha. Rồi dây ni lông, hàng chính hãng của Okamoto nha anh em. Đó, Okamoto nha. Đó. Thì 180 ngàn một cuộn nha anh em, dài 150m nha. Thì dòng này là dòng 7 màu anh em. Dòng ni lông, dây chống sắn nha. Đó, dòng chống sắn. Nên chất lượng em quay dây là nhiều rồi, cũng quay cập nhật lại cho anh em thôi. Ni lông 100% anh em. Dây rất là mềm nha. Đó, anh em mà xài câu đài, câu đơn nữa, xài dây này cũng khá là nhiều luôn. Đó. Rồi. Dây giá rẻ 3D làm thẻo làm chục của hãng Toro anh em. Đó. Chỉ 50.000 một cuộn thôi, 110m. Đó, dây giá rẻ nha. Lưỡi câu tôm 20.000 một gói từ số 1 tới số 5 nha anh em. Đó. Lưỡi câu tôm nha, từ số 1 tới số 5 20.000 một gói nha anh em. Em về cũng được 100 gói. Rồi. Rồi đây là hiện tại là em mới về. Đó là mẫu cần Toro nha cả nhà. Thì mẫu này được hãng Toro làm anh em, có tem hàng chính hãng nha anh em. Tem tròn và tem dài bên mã QR bên đây cho anh em ha. Đó, hai tem nha. Đó. Thì thông số xây thì mẫu này là cây Zicon đó. Mà tên cần là Zicon nha anh em, của hãng Toro mới làm nha anh em. Đó. Thì chất lượng thì khỏi phải bàn luôn. Cần thì hãng tại tỉnh là
4 đến 5 kg tùy theo size anh em đó, đại cá là 6 đến 7 cân nha anh em đó, tùy theo size ha đó. Thì tại tỉnh là 4 đến 5 kg, nó size ngắn là như 3 mét 6 4 mét rưỡi là 4 kg, còn mà 5 mét 4 rồi 6 3 là đại cá là 5 kg nha anh em đó. Thì càng được thiết kế tổng quan như thế này cho anh em ha, em quay cho anh em xem ha đó. Đây để coi đèn led mình có mở đâu, ô mở đèn led thì quay cho anh em xem sẽ ok ha đó. Đó em, thì phía trên là có phủ chống nổ lóng cho anh em ha đó, nó có tạo điểm nhấn cho anh em hai lần đây luôn, nó tạo điểm nhấn sơn rất là đẹp nha, carbon vân nhuyễn đó, cho những thương hiệu mà càng mắc tiền nha anh em, nó carbon vân nhuyễn ha, carbon vân nhuyễn đó, rất là đẹp nha em, càng khá là nhẹ luôn. Thì mẫu này em đang quay cho anh em là mẫu 6H, phía dưới là rãnh ABS cho anh em đó, rãnh ABS và có chữ cái để chi mà anh em bị gãy cần á thì anh em báo xe 5m4 LWRA03 sẽ có bảo hành cho anh em đó. Thì mẫu này là mẫu có bảo hành, mẫu nào không có bảo hành thì em sẽ nói không có bảo hành nha anh em đó. Đây là cần 4m5 nha anh em, 4m5 nó có 5 lóng nha đó, của nó là như thế này nha anh em, 4m5 là 5 lóng đó, và nút đối trọng của nó ở dưới cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Đâu rồi nút đối trọng em để tới để lui thằng em tiêu rồi. Chung là nút đối trọng của nó đây anh em, nút đối trọng của nó và có móc an toàn của nó là nó làm CNC luôn anh em đó, nút đối trọng thì có chỗ móc dây an toàn là nó làm CNC cho anh em luôn nha đó, rất là đẹp nha anh em đó, CNC luôn. Trời ơi anh em để nó tuốt trên mày nè anh em đó, em tháo ra quay cho anh em rất nha, cho dễ coi ha. Đó đây là nút đối trọng của cần anh em, làm CNC cho anh em luôn, xài lâu bền khỏi sợ bị gãy bị gì hết nha anh em đó. Còn những cái lò xo lú lú ra thì nó hay bị gãy anh em đó. Nếu cái trọng ở trong này thì cục nhựa, ở dưới là CNC ha, được mạ đồng ha, phía trên nấm ở trên cũng CNC luôn, rất đẹp luôn nha anh em đó. Ở trọng thì cần thì thiết kế là carbon 100% vân nhuyễn anh em đó. Rồi thì em sẽ căng từng xây và sẽ thông báo luôn cho anh em giá luôn cho anh em ha đó. Thì em sẽ đầu tiên sẽ căng là xây 3m6 anh em, cần 6H đó, em sẽ gỡ nút bịch ra đó, thì em sẽ căng cho anh em ha. Đây để cái căng xích tới nha, đó cho anh em xem ha, đó cho anh em xem trọng lượng chi tiết ha. Em sẽ tháo nút bịch cho anh em, 167g cho xe 3m6 nha anh em đó, cần tại tỉnh là 4kg nha anh em đó, tại tỉnh là 4kg đó, tại cá là 6kg đến 7kg nha anh em, tùy theo cái độ mà nhiều cá của anh em thì có thể là bắt cá là to hơn nha anh em đó. Xe 3m6 là 167g rồi có 4 lóng nha, nó cần thì rút ra là thẳng băng luôn đó, rút ra là thẳng băng luôn nha anh em, 6H nha đó, 6H rút ra là rất là thẳng nha anh em đó. Thì khi anh em mua cần sẽ được tặng một đọt anh em đó, khi mua một cần sẽ được hãng là tặng một đọt phụ, nó để như thế này cho anh em ha, và một phiếu bảo hành cần. Thì cần này được bảo hành tất cả các lóng từ lóng gốc đổ lên luôn nha anh em đó, nguyên cây luôn, nói chung là bảo hành nguyên cây một lần duy nhất nha anh em, được một lần trong một năm nha đó, một lần bảo hành cho anh em là trong một năm mà luôn cả lóng gốc nha anh em đó, từ lóng gốc đổ lên đọt luôn. Ví dụ anh em gãy thì được xe bảo hành miễn phí một lần, lần sau có gãy thì mình mua ha. Khi anh em mua cần em sẽ gửi cho anh em một cái phiếu bảo hành như thế này, nó là của hãng Toro Vixin anh em. Anh em cào mã số ra, cào mã số ra mình soạn tin nhắn á là Toro khoảng cách cái mã số và gửi tổng đài là 7039, nó sẽ là gửi là tin nhắn số điện thoại của bảo hành mặc định cho anh em ha. Đó là số bảo hành in trên này đó, số bảo hành có in trên phiếu như thế này anh em đó. Khi anh em gãy cần hay gì đó thì anh em sẽ liên hệ trực tiếp qua số Zalo của số bảo hành trực tiếp in trên này ha anh em đó, thì hãng sẽ trực tiếp gửi về cho anh em nó. Còn mà trường hợp mà phản hồi chậm á, thì anh em cứ liên hệ đến shop em ha, để anh em hỗ trợ phản hồi cho anh em nhanh cho anh em hàng ha, tại nhiều khi tổng đài người ta bận quá anh em đó, nhiều khi tổng đài đó người ta bận quá phản hồi tin nhắn chưa kịp á, thì anh em cứ hỗ trợ anh em trực tiếp phản hồi cho anh em rồi ha đó. Khi mua cần về anh em nhớ cào cái mã số anh em ngay chỗ cái miếng bạc này nè, cào qua cho em và soạn tin nhắn bảo hành giùm em á, là chữ Toro viết qua khoảng cách 7039, khoảng cách nè anh em, và mã số gửi đến tổng đài 7039 giùm em ha đó. Thì em làm việc với hãng Toro này thì cũng rất là uy tín cho mấy vấn đề mà bảo hành nha anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm, không phải là bảo hành miệng suông anh em đó.
thì tem nhãn càng khác ra ngoài nha. Thì càng có một màu duy nhất là đen vàng anh em, màu đen chỉ vàng nha, hiệu là Zicon anh em đó, càng Zicon đó, em đọc theo tiếng Việt cho dễ anh em đó. Đây là càng đơn của hãng Toro, được in thương hiệu đầu châu đây luôn, và hai tem chống hàng giả phía bên đây luôn anh em. Khi mua một càng sẽ tặng kèm một đọt anh em, và một cái đưa kèm một phiếu bảo hành cho anh em ha. Càng thì em đựng trong bao được như thế này anh em, nó được đựng trong bao như thế này ha. Đó. Càng là được đựng cho anh em trong bao như thế này cho anh em ha. Nó đựng trong bao như thế này ha. Đó, Zicon nha anh em. Đó. Rồi. Thì em xin công bố giá luôn. Giá của xe 3m6 là 750 cho anh em. Đó, bảo hành từ lóng gốc đổ lên đọt một lần trong vòng 1 năm nha. Thì bảo hành luôn toàn thân luôn nha. Đó. 3m6 là 750. Rồi, tiếp theo em sẽ cần 4m5 nha. Bốn mét rưỡi là cân nặng của nó là 227g nha anh em. Để bây giờ để cho anh em xem ha. 227g. Giá xe 4m5 là 850 nha anh em. Mỗi xe nó sẽ tăng trên lệch nhau là 100.000 anh em. Đó. 850 nha. Đó, 4m5. Đó, 227g. Rồi, tiếp theo đó là xe 5m4 đây. Nó cần 6H nha anh em, nhưng mà cần này là cần sân hàng, là thử ra nó sẽ hơi nặng hơn những mẫu cần khác anh em. Đó. Nó nút bịch này là nút bịch của sân hàng anh em, nó cho nên là nó sẽ nặng hơn. Đó. Tay cầm ở đây ốp carbon nhám rất là đẹp nha anh em, rất là dính tay nha. Anh em câu thoải mái luôn. Đó. 5m4 249g anh em nhớ thông số giùm em nha. 5m4 nó là 249g anh em. Đó. Giá là 950. Nó mỗi xe trên lệch nhau 100.000 anh em. Giá là 950 nha anh em. 5m4 nha, giá là 950 nha. Còn 6m3 đây, 6m3 là chắc 300 mấy gram anh em, 330g anh em cho xe 6m3 nha anh em. Giá đó là 1.050.000 nha anh em. Đó, xe 6m3 giá là 1.050.000 nha anh em. Đó, mẫu càng sân hàng nha, 6H nha anh em, Zicon 6H. Đó, lóng rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, phải nói là hãng Toro được này làm rất là đẹp, rất là tỉ mỉ nha anh em. Đó, đẹp rất là đẹp, rất tỉ mỉ luôn. Đó, như thế này mới gọi là cần chứ không có gì đẹp bằng luôn anh em. Đó, nó rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp nha cả nhà. Đó, coi chưa cả nhà mình coi ha. Đó, là Zicon là hãng Toro nha anh em. Đây, em lên 3 cây 4 cây đi chụp hình cho anh em xem cái ha. Đó, thì xe 6m3 nó là 1.050.000 anh em. Nó quay lên cho anh em xem nha, rất là đẹp nha. Đó. Đó anh em. Rồi, thì em xin nhắc lại ha. Giá 3m6 là 750, 4m5 là 850, 5m4 là 950 và 6m3 là 1.050.000 anh em. Khi mua một cần sẽ được tặng kèm một ngọn phụ đó anh em, và mà đưa kèm lên một phiếu bảo hành ha, một trong vòng 1 năm từ tất cả các lóng nổ lên đọt luôn nha anh em, nó luôn cả lóng gốc luôn nha. Đó, cho nên anh em yên tâm mà sử dụng ha. Đó, càng chính hãng của hãng Toro luôn nha anh em, nó rất là đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo nữa là em sẽ về được mẫu qua một nước 2023 nha anh em. Đó, càng này thì em về đủ xe như 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3 luôn nha. Đó. Thì càng này có bảo hành từ lóng thứ hai đổ lên đọt anh em. Đó, chứ không phải nó khác Toro rồi đó, thế giờ là lóng này từ lóng 2 đổ lên đọt thôi. Đó, đây là mẫu càng qua mực nước, càng 6H anh em. Khi mua càng sẽ tặng kèm một ngọn phụ nha anh em, nó rất đẹp luôn nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, đây là hoa mực nước mẫu 2023 nha cả nhà, 6H nha. Nó rất đẹp, văn carbon cũng là văn nhuyễn luôn nha anh em. Đó, đó thì giá 3m6 của nó là 520 nha anh em. Nó 4m5 nó là 507, 6m3 nó là 620 và 5m4 là 620 và 6m3 là 607 anh em, rất là đẹp nha. Đó. Đây cho anh em xem ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Nó tải cá là 6 đến 7 kg ha, tải tỉnh cá là 4 đến 5 kg thì tôi xây anh em. Nó càng đài ha. Rồi, tiếp theo đó là càng đài giá rẻ nè. Càng này về có xe 4m5 mẫu 6H.
đọt đặc của Daiwa, nó dài được chờ thu ngắn là khoảng 85 cm anh em. Đó, 85 cm nha, thu ngắn là 85 cm. Nó giá là 201. Rất là rẻ luôn. Đó. Quay sơ cho anh em xem ha. Anh em xem mua được gì thì mua nha, tại em quay thập cẩm anh em ơi. Nó buôn bán giờ là phải đầy đủ anh em, quay thập cẩm luôn. Rồi, tiếp theo nữa đó là em mới về càng Asino cán bằng, về được 3 mẫu cán bằng thêm anh em. Chứ càng Asino thì cán bằng em đi rất là nhiều luôn. Đây là Asino Rosa anh em. Nó Rosa nha, rất là đẹp nha. Đọt 2.4 ly, đầu u chống sắn, thiết kế là carbon sắn nhít nha anh em. Đó, thiết kế là carbon sắn nhít nha. Để em ngước camera xuống tí xíu coi nọ. Ấy trời ơi, quá ngước luôn rồi bạn ơi. Đó, đây là carbon sắn nhít nha anh em. Đó, đây là carbon sắn nhít. Nó đầu bu chống sắn, đọt của nó là 2.4 ly nha. Đọt nó là 2.4 ly. Thì con này nó tải thông số tay chì của nó là 80g anh em. Đó, 80g đảo lợi nha. Đó, thì anh em câu 40-50 là ok. Đó, 60 cũng ok. Nó thông số an toàn anh em. Đó, thì tải cá là 8-10 kg. Đó, cho anh em yên tâm sử dụng nha. Rất là đẹp nha. Asino cán bằng, củ keo. Đó, Asino năm nay làm là carbon sắn ít, quá là nhiều luôn anh em, khá là đẹp luôn nha. Đó, carbon sắn ít nha. Phen là phen ship của hãng nha anh em, phen bát thường. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, thì em về là đủ xây nha anh em. Giá, để em coi giá cái em quên giá luôn rồi. Anh em đợi em xíu nha. Rồi, giá 2m1 của nó là 520 anh em. 2m4 là 530, 2m7 là 550 và 3m là 570.000 anh em. Đó, đó quay cho anh em ha. Đó, rồi mỗi xây tăng 20.000 anh em. Đó, rồi tiếp theo đó là mẫu Asino Black Mắt cán bằng anh em. Đó, anh em mà thích câu ngọn to hơn thì xài mẫu này nha. Đây là mẫu cán bằng anh em. Rồi tiếp theo nó là càng Asino 7 mắt nha cả nhà. Đó, thì đọt con này là 2.6 ly anh em. Đó, đọt nó là 2.6 ly, nó nhỉnh hơn con Rosa này chút xíu chiều à. Đó anh em, nó nhỉnh hơn con Rosa này chút xíu nha. Đó, đọt nó là 2.6 ly, Asino 7 mắt nha anh em. Chỉ đỏ cũng là carbon sắn ít luôn. Đó, nhưng mà phôi con này thì nó dày hơn con đó tí xíu. Nói chung là mình tiền là của đó nha anh em, có sao mình nói vậy nha. Đó, thì con này nó tải chì nó cũng hơn cái con kia chút luôn anh em. Đó, cán bằng phủ keo từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới luôn, của hãng Asino luôn. Đó, đích là đích có cục nhựa luôn nha anh em. Đó, đó, thì con này nó tải chì là 100g anh em. Đó, 2m1, tải cá cũng là 10 kg nha anh em. Đó, cá bự hơn thì anh em nhiều bắt nha. Đó, thì cây này 2m1 giá nó là 600, 2m4 là 630, 3m7 là 660. Đó, còn 3m là 690 nha anh em. Mỗi xe sẽ tăng 30.000 nha anh em. Đó, mỗi xe sẽ tăng 30.000 nha. Đó, rồi coi cho cả nhà mình xem á. Asino 7 mắt nha anh em, đọt 2.6 ly, carbon sắn ít nha, đầu bu chống sắn nha. Nó tải chì 100g. Đó, em quay tới quay lui quay xuôi quay ngược cho anh em coi nè. Đó, cho anh em xem ha, cho dễ ha. Nói chung là cần khá là đẹp anh em. Nó cần rất đẹp nha. Đó, ở dưới con này nó có một cục đít nhựa luôn nha, chống chạy cho anh em luôn ha. Đó, 2m1 là 600, mỗi xây lên là 30.000 nha cả nhà. Rồi tiếp theo nữa là cây Asino Grappler. Kỳ này em về màu đỏ luôn nha anh em. Có anh em mà thích màu mè thì về màu đỏ cho anh em xài luôn nha. Nó cũng là carbon sắn ít, nhưng mà con cây Grappler này anh em không thích xài phen ship thì xài phen bướm nha. Phen bướm thì nó chống sắn, nó đẹp hơn nha anh em. Phen bầu anh em, hay kêu là kêu phen bầu á, nó bo đó anh em. Nó con này cũng là đọt, nó là 2.6 ly anh em. Nó đọt nó là 2.6 ly nha. Đó, để em coi với Asino bảy mắt nha. Hai này như là nó bằng nhau, đúng rồi. Đọt nó là 2.6 ly anh em. Đó, đọt nó là 2.6 ly nha. Đó, đọt của nó là 2.6 ly. Thì con Asino Grappler này á, thì nó tải chì cũng là 100g nha anh em. Nó cũng là 100g ha. Thì em có là xây 2m1, 2m4, 2m7 và xây
3 mét nha anh em. Đó thì em có màu đen với màu đỏ. Đó, quay cho cả nhà mình xem á, cũng là cắn bằng hũ keo, đích là có nhựa luôn. Đó, cho cả nhà mình xem nha. Đó thì con này giá 3m6, quên, giá 2m1 của nó là 600. Đó, mỗi xe lên 30.000 anh em. 2m4 là 630. Đó, 2m7 là 660 và 3m là 690 anh em. Nó giống như gà Sino 7 mắt nha anh em. Đó, mỗi xe là lên 30.000. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Đó, đây là Sino nha. Carbon sắn ít nha anh em, thiết kế là carbon sắn ít toàn thân nha. Nó cán bằng hũ keo nha anh em, bát là phen bát hãng nha. Đó, đọt là 2 ly 6. Đó, anh em xem ha. Rồi, tiếp theo nữa là em về được đó là cần ngoại hổ 4H nha anh em. Đó, ngoại hổ 4H. Đó, em về được xây 2m7. Xây 2m7 nha anh em. Xây 3m và xây 3m6, 4m5 nha anh em. Đó thì giá xe 2m7 là chỉ 250 thôi, 3m6, 3m là 270 và 3m6 là 290. Đó, đó anh em, phía trước có gảnh này bếp luôn, em thấy chưa, rất đẹp đẹp chưa, ngoại hổ là 4H nè. Đó, đọt nó tầm khoảng 1 ly thôi anh em. Đó, rất là chiêu nha. Cái này câu cảm giác, câu cá rô, cái mè rồi anh em. Đó, chung vải cá tầm ký à. Đó, rất là chiêu à. Đó, đọt rất là nhỏ. Đó, đọt rất là nhỏ nha anh em, đọt tầm 1 ly nha anh em. Đó, mà cần lóng dài luôn. Xây 2m7, 3m nó chỉ có 3 lóng rồi anh em. Đó, rất là đẹp nha. Khi mua cần sẽ được tặng một ngọn phụ nha anh em. Đó, rồi, đây là ngoại hổ 4H. Thì em có hai màu, màu xanh và màu đỏ nha anh em. Thích màu xanh thì có màu xanh, màu đỏ thì có màu đỏ, tùy theo lúc nha. Đó, còn thì báo còn đầy đủ cho anh em ha. Đó, rồi đây là khóa lua anh em, khóa lua xây ớt nha. Thì khóa này thì nó cũng sinh viên thôi anh em. Đó, khóa này cũng sinh viên thôi, một chục cái là nó chỉ 45.000 thôi nha anh em, 10 cái là chỉ 45k thôi. Nó khóa lua nha, nó 45k 10 cái cho anh em. Đó, rất đẹp cho anh em. 2 4 6 8 10 cái, nó 10 cái anh em. Xây ớt nói chung là tải cá là 10kg anh em, anh em tải vô tư nha. Đó, rồi lưỡi câu tôm từ số 1 tới số 5 20.000 một gói. Đó, của hãng Pioneer. Khóa chia làm 3 nè anh em. Đó, anh em không ngại hỏi em nhiều lắm nè, để đi câu cá tra rồi đếm là câu biển câu đồ á cũng được, đều được nha. Nó này khóa chia nha, giá 65.000 một gói anh em, bịch nó gì là được 4 cái nha. Nó 4 cái 65.000. Đó, khóa này hơi xịn rồi nha. 65.000 nha anh em. Rồi, rất là nhiều mẫu luôn anh em ơi. Trời, cần giờ tùm lum hết trơn luôn. Đó, rồi cần mực nước 5H nha anh em. Đó, để hậu thanh lý nha, thanh lý cho anh em ha. Rồi mặt dợt nè. Đó, lưỡi Shimano từ số 1 tới số 3, lưỡi không ngạnh nha anh em. Đó, từ không ngạnh là 35.000 một gói nha. Shimano hàng hộp chính hãng nha anh em. Đó, 35.000 một gói lưỡi không ngạnh nha. Đó, lưỡi Chinu 35.000 một hộp luôn, từ số 1 tới số 10. Đó, hàng về rất là nhiều nè, em dọn đống này không cũng xỉu nữa. Mặt dợt 100.000. Đó, mặt dợt câu đài nó hoành 40 anh em. Đó, rất là nhiều nha anh em. Rồi, tạm thời chủ yếu hôm nay trong clip này là về cần Toro. Đó anh em, Toro Zikon nha anh em. Đó, chủ yếu hôm nay thôi nha cả nhà. Đó, em làm tới giờ này mà chưa nghỉ ngơi luôn á. Rồi, được chào cả nhà nghe. Anh em mua hàng thì cứ inbox cho em số điện thoại là 0963 890470 nha anh em, hoặc đến trực tiếp ở shop ở số quốc lộ 30, số 82, phường Mỹ Phước, thành phố Cao Lãnh nha anh em. Rồi, em được xin chào cả nhà nha.